Mẹ, con mời mẹ lên đây nè, mẹ chứng kiến cảnh này để mà con quýnh cháu ngoại mẹ rồi bắt công hả? Chắc bẩm để con gái khôn lớn, thế nào mới chấm lớn đã báo các cụ, khiến ai cũng phải chào thua. Câu nói để con gái cho nó thùy mị nết na, nhưng đấy là con gái ở những thập kỷ trước, còn bây giờ tính thế đã dịch chuyển. 10 nhà để con gái thì phải đến 11 nhà có con gái nghịch hơn cả mấy thằng con trai. Dù đã cố gắng dặn dò nhắc nhở mẹ, con gái là phải điên nhẹ ngã khỉ, nhưng ai nghe là một chuyện, làm theo hay không thì là chuyện khác. Bé gái trong đoạn clip trên cũng vậy, không hiểu ghen trội ở đâu mà chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, đứng lên bàn thờ đu bám cứ tưởng là như xích đồ, bị phát hiện nhưng mặt vẫn rất bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mặt vẫn rất ung dung nghịch tiếp. Mẹ con gái thì cũng chẳng sợ vì đã có bà ngoại chống lưng. Đấy, người ta bảo không đẻ con gái đời không nể, bây giờ thì ai nhìn vào cũng phải sát đất luôn. Gặp tao mà làm như vậy, mày mẹ tao kiểu mày không thoát được đâu con trai. Ông địa, ông thần tài xét, rồi tao làm gì mày mà mày đuổi tao. Không có ông thần nào khổ bằng ông thần tài với ông.